mới nhất và hot nhất ở công ty BH bên mình. Hai mẫu đèn này có tên gọi là đèn laser DJ Royal Tinger xoay 360 độ Pro. Hai mẫu đèn này nó là hai phiên bản khác nhau. Nó có thể sử dụng rất là đẹp trong những quán bar vũ trường, những quán beer club, quán cà phê, DJ hoặc là những cái phòng bay, phòng karaoke có diện tích từ 20 cho đến 50 mét vuông. Hệ đèn nó có chế độ cảm ứng đeo nhạc, chạy auto tự động và điều khiển qua bàn điều khiển DMX. Thì mọi người cũng có thể sử dụng trên những cái sân khấu đám cưới, những cái sân khấu ca nhạc lưu động. Hiện tại mình đang quay giới thiệu đèn thực tế để studio của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc đó là dòng loa Boa L1 Pro 08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.